Xin chào tất cả các bạn nha. Tiếp tục video này mình sẽ hướng dẫn các bạn làm nhiệm vụ Easter Star độc nhất lông để nhận thưởng nha các bạn. Thì để làm được thì các bạn đăng nhập vào một cái web là Easter Star của mình đã trước kia, các bạn đã đăng ký, các bạn login vào các bạn. Rồi sau khi login vào thì nó có hiện cái mục hai chút tiết này các bạn nhấp vào các bạn. Thì nhiệm vụ nó về mỗi ngày là 5 nhiệm vụ các bạn. Thì sau số tiền tương ứng các bạn đã kích hoạt có đầu tư các bạn. Thì mình đã đầu tư 20 đô thì hàng ngày nó về mình được về 5 nhiệm vụ, mỗi nhiệm vụ là 0.1. Các bạn kiếm tiền bằng việc là like và chụp ảnh thôi các bạn. Rồi bấm vào một show nữa. Cũng có dự án này các bạn cũng có thu nhập thụ động nha các bạn. Rồi bạn chụp hình lên các bạn. Còn các bạn chơi Facebook like share này nọ đâu không có một đồng bạc nữa. Rồi các bạn bấm vào một submit nè. Rồi các bạn gửi lên một bức ảnh các bạn đã chụp hồi nãy nè các bạn. Thì tiền nó sẽ tự động về ví cho bạn trong vòng 24 giờ đồng hồ các bạn. Nó nói 24 giờ chứ thật ra khoảng 2 tiếng 3 tiếng là tự động về các bạn. Rồi các bạn bấm submit nè. Ok. Rồi. Sau khi làm xong một nhiệm vụ thì mình còn 4 nhiệm vụ nữa. Rồi các bạn làm tiếp nha các bạn. Rồi các bạn chúng ta gì client nè, các bạn chụp màn hình lên nè. Các bạn trải nghiệm app luôn các bạn. Rồi các bạn bấm vào một slow nè. Các bạn dán gỡ nè. Rồi các bạn bỏ đầu tư vào 50 đô hàng ngày, các bạn sẽ kiếm được từ 1-2 đô này nọ, đồ cũng có tiền, uống cà phê cà pháo hay các bạn. Rồi các bạn cứ làm tiếp các bạn, còn nhiệm vụ này các bạn tự động làm các bạn. Thì việc cúp tiền của nó thì các bạn nhập vào một mũi tên nè. Mình đã nạp 20 đô mà trong vòng 2-3 bữa mình được gần 2 đô rồi các bạn. Thì việc cúp tiền của nó sẽ hàng tháng các bạn, vào 11 giờ 20 tháng 6 cho đến 11 giờ sáng ngày 20 tháng 6 các bạn, trong vòng cúp tiền trong vòng 1 tháng các bạn cúp được một ngày là 20 tháng 6 đến từ 11 giờ đến từ 1 giờ ngày 20 tháng 6 đến 11 giờ sáng ngày 21 tháng 6 nha các bạn. Ok, vậy mình đã hướng dẫn cập nhật lại các bạn dự án độc nhất lông đến đây kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.